Kính thưa Thánh của Chúa, hôm nay ngày đầu năm, xin chúc mừng Hội Thánh của Chúa đầy ơn và quyền của Ngài để hầu vị Chúa càng kết quả hơn trong năm mới. Hôm nay chúng ta có nhiều điều để cảm tạ Chúa, nhưng mà điều chúng ta cảm tạ Chúa nhất là Chúa đã ban phước cho Hội Thánh rất nhiều trong cái năm vừa qua, và nhất là năm vừa rồi. Cho nên thưa Hội Thánh, năm nay thì tôi không thể lấy câu khác, câu gốc nào hơn là câu gốc mà tôi tràn ngập sự cảm tạ Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 30 câu 12 phần B. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa vì những điều lạ lùng mà Ngài ban cho từng giây phút. Trước nhất tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho những người hầu vị Chúa được món quà, cả nam lẫn nữ. Và anh em chụp hình một món quà đẹp quá, tôi thích lắm. Dầu đối với người khác thì bình thường, đối với anh em thì thật đẹp, vì anh em muốn có để bày tỏ sự trang trọng, muốn học vì Chúa. Cũng cảm ơn Chúa vì cớ giáo khu Tủa Chùa ở Điện Biên mở một hội thánh mới tại bản Thông Cố, xã Tà Phìn, huyện Tủa Chùa. Và tôi mừng lắm. Vì sao? Nhiều năm trước đây tôi đã từng đứng ở tại một cái nhà nghỉ của tỉnh Điện Biên, rồi yêu cầu anh em cho tôi biết Tủa Chùa ở đâu. Anh em chỉ tôi ngọn núi ở xa và bảo tôi rằng ở đó đó mục sư. Và chúng tôi đưa tay về đó cầu nguyện, vì anh em đã bị bắt bớ dữ dội mà tôi không cách gì đến được. Cầu nguyện thôi, chỉ có hai ba hồ thánh. Và cảm ơn Ngài, Ngài mở cửa. Mở cửa một cách rất là kỳ diệu. Và chỉ một thời gian ngắn thôi thì họ đã từ một số hội thánh nhỏ trở thành một khu vực, rồi trở thành giáo khu. Và giáo khu đó bây giờ thì không những mạnh mẽ mà đi mở hội thánh mới rất nhiều, và cả đến Sơn La. Tôi vừa đi Sơn La về là để thăm một hội thánh của họ. Trước đây họ mở và bị khó khăn, và đến nơi thấy anh em, tôi hết sức là mừng, cảm tạ Chúa, vì Chúa chẳng bao giờ bỏ hội thánh của Ngài. Và điều dùm tôi ước ao thì Chúa sẽ ban cho nếu đủ đẹp ý Chúa. Điều thứ hai là giáo hạt Nam Đắk Lắc mở một thánh mới tại Buôn Giang, huyện Lắc, với 22 người lớn nhỏ. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì cớ Chúa vẫn làm những việc lớn của Ngài. Và ở đây đó thì anh em sẽ thấy rằng hình ảnh chụp thì chỉ có một gia đình, nhưng mà gia đình này đến 22 người, xin lỗi 18 người, và thêm 4 người tin Chúa nữa là 22. Và chúng tôi bắt đầu để mở một thánh mới ở đây. Rồi giáo hạt Nam Đắk Lắc cũng lại mở một thánh mới nữa ở tại Buôn Đắk, Buôn Đắk Riêu Hiêu, xã Đắk Sa, huyện Đầm Ròn, có 19 tín đồ. Và mọi điều đó thì tôi thấy Chúa làm việc rất lớn, vì anh em ở tại huyện giáo hạt Nam Đắk Lắc là người Mình Nông, vì họ đi mở hội thánh ở tại đó là người Mà Cờ Ho. Và tôi thấy họ vẫn đi, vẫn có kết quả cho Chúa, và thật là vui vì họ đi mọi nơi. Và anh em cũng rất là tội nghiệp, anh em chạy đến với mục sư quản nhiệm giáo hạt ở tại huyện Lắc để xin đầy tớ của Chúa cầu nguyện rồi tiếp nhận họ. Và tôi mừng lắm vì những điều Chúa ban cho. Rồi hội thánh thứ 4 và thứ 5 được mở ở trong vòng tuần qua là khu vực Rongpa, mở hai hội thánh mới tại Buôn Tăng, xã Phú Cành, và Buôn Hờ Liên, xã Chư Crăng. Và tôi thấy một tuần lễ mở năm hội thánh mới là điều Đức Chúa Trời làm, không phải là tôi, không phải là ai, Đức Chúa Trời làm hết. Và tôi chỉ nhận những điều Chúa ban cho với tất cả lòng sung sướng cảm ơn Ngài. Và tôi nói thành thật rằng trong đó có cả quý vị. Quý vị đã cầu nguyện, đã dâng hiến, đã cộng tác, đã lo lắng mọi việc để cho tôi có thể đi, rồi cùng với anh em hầu vị Chúa. Rồi Chúa cho hội thánh cũng đã yểm trợ để các nơi tổ chức truyền giảng Tết. Và đây là truyền giảng Tết ở tại Buôn Bưng. Họ không có
nhà nguyện của họ thì rách nát rồi, xin lỗi, nhà của quản nhiệm thì rách nát rồi mà nhỏ lắm, không đủ. Họ phải mướn rạp ra bên ngoài để truyền giảng. Và cảm ơn Chúa, tối hôm đó có 32 người tin Chúa. Và khi tôi gửi hình ảnh này cho bạn của tôi, bạn của tôi nói rằng ước gì tôi có mặt ở tại đó. Vì đối với họ, ở nước ngoài một hai người tin Chúa đã là mừng lắm rồi, và chúng ta trong buổi truyền giảng 32 người tin Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Và anh em cũng gửi về cho tôi hình ảnh anh em đi làm chứng trong những ngày cận Tết và có người tin Chúa, hoặc là ở miền Nam hoặc miền Bắc. Và tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Và tôi cũng cảm tạ Chúa vì quà của ân nhân gửi để giúp đỡ những gia đình nghèo. Đây là một trong 10 người được nhận quà. Và cô gái này thì tôi đã giới thiệu Hội Thánh rồi, nay y diệu. Cháu bị bại từ lúc còn bé, bây giờ chỉ nằm như vậy thôi, và hai tay trống rồi lết đi. Nhưng mà điều rất là hay là Chúa cho cháu cái khả năng vẽ và hình vẽ của cháu đó. Và tôi được thấy rất nhiều hình vẽ của cháu, và tôi đang khích lệ các con cái của Chúa là ai được sự cảm động có thể mua một bức tranh của cháu để cháu thấy mình ích lợi, vì tác phẩm của cháu được người khác trọng. Rồi nếu có thể mua một tấm ảnh cho cháu để cháu có một ít tài chánh, thì điều đó sẽ giúp cháu đỡ mặc cảm. Và tôi thấy rất là tội vẽ bằng bút chì thôi. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì Hội Thánh của Chúa vẫn tiếp tục công tác cứu trợ. Hình ảnh gia đình thật ra thì chỉ một cái nhà vừa phòng khách vừa chỗ ăn ở, tất cả túm tụm trong một cái chỗ nhỏ như vậy, và họ rất cần được cứu trợ. Cho nên công tác của cô Tám lúc nãy nói là rất cần, và chúng tôi đã mang đi rất là nhiều áo cũ lên cho anh em. Và tôi cảm ơn Chúa vì anh em không những là giúp đỡ gạo, giúp đỡ quần áo cũ, mà cũng giúp đỡ gạo cho anh em đang nghèo thiếu. Và tôi cảm ơn Ngài vì anh em đã làm những công việc lớn cho Chúa. Rồi chúng ta cũng nhớ cầu nguyện với Chúa cho ban thanh niên giáo hạt Bát Đắk Lắc tổ chức truyền giáo ở tại Buôn Tia. Buôn Tia là một cái buôn rất lạ, nó ở gần với trung tâm Ea Leo, mà tôi cũng không ngờ tại đó mình có cả giáo hạt. Nhưng mà Buôn Tia thì lúc đó chưa có tín đồ. Rồi một ngày kia có một người tin Chúa, rồi người đó bỏ hoàn toàn thói hư tật xấu, Buôn Tia uống rượu dữ lắm. Người đó tin Chúa, không uống rượu uống thuốc nữa. Người khác đến với Chúa tin Ngài. Một ngày kia Hội Thánh tổ chức truyền giảng, họ tổ chức ngoài trời, và anh em đứng giữa vòng tầng bào đó, nghe họ nói với nhau, họ chỉ vô lưu băng hát. Ủa, xin lỗi nha, họ nói tiếng của họ, họ đem thuộc lại với tôi. Ủa, cái thằng này uống rượu lắm mà sao bây giờ nó ở trên đây? Còn đây, họ chỉ ba bốn người, họ ngạc nhiên lắm, vì họ là biết là đó là những tay bộm nhậu nổi tiếng của Buôn Tia, bây giờ trong băng hát hết. Thế là Hội Thánh từ chỗ hai mươi mấy người khi tôi đến thăm một thời gian ngắn sau lên hơn cả trăm người. Và bây giờ tôi biết rằng Hội Thánh lại tiếp tục phát triển nữa. Và ở đây sắp rất nhà nguyện, vì không còn đủ chỗ để anh em ngồi. Chúa làm những việc rất lớn cho Hội Thánh chúng ta, và nó vui biết là dường nào vì những điều đó Chúa làm. Dù vậy thì chúng ta vẫn có những điều khác để cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa an ủi ông bà mục sư Cứ A Cú vì một con trai đã về nước Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho cháu Idemi 5 tuổi thuộc thánh Buôn Ekhít bị thoát vì bệnh. Xin cầu nguyện cho con dân Chúa Đắc Thắng Cam Dỗ sống làm gương để dành cho được vinh hiển trong mùa Tết này. Mà chúng ta vẫn nhớ cầu nguyện đặc biệt cho cân dân của Chúa người Hờ Mông, người Thái, người Khơ Mú tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong thuộc tỉnh Nghệ An, vì họ chưa được sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Và tôi biết một điều cũng rất là tội,
Trong mùa Giáng sinh vừa rồi, có mấy người đã đi qua bên kia biên giới, tức là họ qua bên Lào để dự lễ Giáng sinh ở đó rồi đi về. Họ quá tha thiết muốn được dự lễ Giáng sinh của Chúa. Họ quá tội. Mà tôi nghĩ rằng tại sao ngay tại quê hương của mình họ không được dự lễ Giáng sinh mà phải đi qua bên Lào? Những người địa phương đó đã đối xử không đúng pháp luật, đã gây quá nhiều đau đớn cho anh em suốt nhiều năm qua, và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ. Và cuối cùng, tôi tặng Hội Thánh một câu Kinh Thánh, mà câu này tràn ngập lòng tôi trong những ngày ôn lại những điều Chúa làm suốt năm qua. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Khó khăn có, nhưng mà những phước hạnh nó phủ lấp tất cả mọi khó khăn, đến nỗi mình không còn thấy khó khăn gì hết, không còn thấy đau buồn gì cả, mà chỉ thấy những điều diệu kỳ để cảm tạ Chúa. Và cảm tạ Chúa trong niềm vui, mà cũng trong cả nước mắt. Nước mắt của sự sung sướng, cảm động vì điều Đức Chúa Trời làm. Và quý vị nhìn lại Hội Thánh chung, chỉ trong 2 tháng 11, 12 vừa rồi thì đã có đến 654 người mới tin. Hội Thánh ta đã lên được 71.663 tín đồ. Chúng ta có 1.179 Hội Thánh ở Việt Nam, Lào và Campuchia, và chúng ta có 1.240 mục sư trường đạo. Và xin quý vị hiểu cho, tôi đã yêu cầu anh em ở tại Campuchia chậm lại việc mở Hội Thánh, vì nói thành thật rằng tôi lo không kịp, sự phát triển quá sức nhanh. Nhưng mà đó là ơn phước Chúa ban cho, và cầu nguyện để anh em sẽ đi qua Lào, đi qua Thái Lan, vì Thái Lan đã có một Hội Thánh rồi, và chúng tôi mong từ anh em Campuchia làm việc Thái Lan, tin Chúa sẽ truyền giảng cho người Thái để danh Chúa được vinh hiển. Và tôi cũng thật sự cảm tạ Chúa với quý ông anh chị em. Sáng hôm nay tôi nói với bà Hòa, một trưởng lão của Thánh chúng ta, tôi nói bà ơi, tôi rất tiếc tôi đi mãi vì công việc Chúa chung, cho nên tôi không có thể lo chu đáo cho Hội Thánh, vì tôi biết rằng những người lớn tuổi cần được thăm viếng chăm sóc. Bà nói, ông mục sư ơi, ông mục sư cứ đi nữa đi, để lo cho Hội Thánh của Chúa. Và tôi cảm ơn Ngài, cảm ơn các đệ tử của Chúa. Dù tôi vắng thì các đệ tử của Chúa ở nhà, con cái của Chúa cũng vậy, hiệp với nhau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, lo mọi công việc nhà của Chúa. Mọi người hoàn tay qua công việc khác để lo cho nhau. Và dù tôi đi vắng bao nhiêu ngày, tôi cũng chẳng bối rối gì, vì cớ Hội Thánh của Chúa mỗi người đều bắt tay vào, choàn tay qua người khác. Cái gì tôi có thể giúp anh, có thể giúp chị, có việc nhà Chúa. Và xin Chúa cho năm mới chúng ta cứ giữ tinh thần yêu thương đó, tức yêu thương Chúa, yêu thương nhau, đừng bỏ với nhau, xin Hội Thánh của Chúa. Ai trong quý bà chị em chưa bắt tay vào công việc của Chúa thì sáng hôm nay xin thưa với Chúa, con nhất quyết bắt tay vào công việc của Ngài, rồi sẽ thấy Đức Chúa Trời ban cho. Tôi thành thật mà nói, khi tôi suy nghĩ tối hôm qua, tôi suy nghĩ một điều, cho quý vị không nghe, họ nghe tôi nói một lần, 30 Tết của nhiều năm trước đây, trong nhà tôi không có một cái gì để ăn Tết hết. Tôi nhờ hai con của tôi, bây giờ là mục sư Tuấn với Tuệ đã về nước Chúa, hai anh em lấy ít đồ đạc trong nhà ra chợ ăn đông để bán. Nhưng mà chúng nó về cũng nói rằng tụi con ngồi mãi mà không ai mua cả ông bà ơi. Rồi gia đình ngồi với nhau vậy thôi. Ba má tôi đến, sao vậy con, không có gì ăn Tết cả? Dạ không. Mấy đứa con tôi nó nói với ông bà nội nó, ông bà nội cho ít tiền, chúng tôi có tiền
để sắm đồ ăn Tết. Tôi truyền giáo phải mượn tiền vì không có tiền để mà đổ xăng. Nhưng mà rồi tôi cứ nhất quyết hầu vì Chúa, không ngừng lại. Chúa có bỏ tôi bao giờ đâu. Nếu Chúa bỏ tôi thì Ngài đâu phải Đức Chúa Trời của tôi. Không, Ngài Đức Chúa Trời năng quyền của tôi. Ngài thử luyện tôi, nhưng mà chắc chắn Ngài sẽ ban phước cho tôi. Tôi cứ thế mà hầu vì Chúa. Và chắc quý ông bà biết rồi, có những lúc mà tôi có thể yểm trợ cho 700-800 người hầu vì Chúa, mà ai nấy đều ngạc nhiên hết đó. Chúa chúng ta thành tín, nhưng mà Ngài phải thử luyện, và chúng ta phải trung tín với Ngài. Mong Chúa cho năm mới tất cả mọi con dân của Chúa xin bắt tay vào công việc của Chúa. Xin đi gặp tôi, con có thể làm gì, tôi có thể làm gì, và tôi sẽ chia sẻ công việc của bạn chị em để cùng với nhau chúng ta lo công việc của Ngài. Rồi hội thánh ở đây vững mạnh, tôi có thể an tâm cứ tiếp tục đi mà lo công việc hội thánh Chúa chung. Xin Chúa ban phước cho thánh của Chúa. Amen.